Kiểm tra ra thấy màn hình của cô. Thấy chưa? Dạ Giờ thấy thấy rồi được cô. à, chúng ta qua phân loại về đầu tư ngắn và dài nè. Nãy cô nói rồi, có hai cách phân loại. Thứ nhất, căn cứ vào mục đích. Mục đích thì các em để ghi nhận vào tài khoản loại nào. Còn ngắn hay dài là chúng ta căn cứ để chúng ta lập bảng cân đối kế toán. Trên bảng cân đối kế toán có tài sản ngắn và tài sản dài hạn. Ở trên phần A đúng không? Tài sản ngắn hạn, B tài sản dài hạn. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào thời hạn đó để chúng ta biết rằng nó nằm ở phần A hay phần B thôi. Còn chúng ta ghi vào 121 hay 128 hay 221 22 đó, chúng ta căn cứ vào cái mục đích. Vậy bây giờ người ta nói nè, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là những khoản mà dùng với mục đích thương mại, nghĩa là 121, hoặc mục đích ngắn hạn mà thời dài hạn, cái thời hạn để thu hồi á là trong vòng 12 tháng hoặc một chu kỳ. Vậy tóm lại ngắn là gì? Ngắn là thời hạn thu hồi trong vòng 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh, được gọi là ngắn. Còn bây giờ dài là gì? Dài là thời hạn thu hồi trên một năm. Trên một năm có phải trên 12 tháng không? Hoặc một chu kỳ kinh doanh. Vậy tóm lại ngắn là trong vòng 12 tháng hoặc trong vòng một chu kỳ kinh doanh. Còn nếu như dài là trên 12 tháng hoặc trên một chu kỳ kinh doanh. Người ta sẽ phân loại cho mình dài hạn bao gồm này, đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Còn nếu như ngắn thì chúng ta có chứng khoán kinh doanh và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Nhưng mà lưu ý là thời hạn phải trong vòng 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh. Riêng các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết á, thì chúng ta có điều kiện ghi nhận. Bây giờ các bạn có thể highlight cái bút của mình á, lấy bút màu á, highlight vào trong slide giùm cô này. Một khoản được gọi vào đầu tư vào công ty con nó phải có điều kiện đúng không? Nãy cô nói là phải có điều kiện ghi nhận, phải có mục đích. Nếu như mục đích kinh doanh thì tài khoản là 121, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 128. Vậy chúng ta sẽ có các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết. Thấy cô highlight màu đỏ không? Đây là các điều kiện để mình được ghi vào công ty con. Ví dụ này, cô nói cô đầu tư 100 triệu vào công ty con và 100 triệu vào công ty A. Thì công ty A cô gọi là công ty con. Vậy thì muốn cái thằng A đó là con của mình á, thì mình phải có điều kiện. Chứ phải tự nhiên mình nói mình đầu tư vào công ty A, công ty B nó là con của mình. Không đúng, được không ạ? Ví dụ mình nói mình đầu tư 100 triệu đó vào công ty A đó gọi là công ty con của mình. Khi nào? Hai điều kiện. Thứ nhất là tỷ lệ quyền biểu quyết này của mình trong công ty A đó phải lớn hơn 50%, là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là mình phải có quyền kiểm soát hoạt động của công ty A đó. Vậy có hai điều kiện. Cái mấy điều kiện này các em phải học thuộc lòng thì mình mới định khoản được. Đầu tư vào công ty con là tài khoản 221 đúng không? Mình góp vốn mình đầu tư vào một công ty nào đó, công ty đó được gọi là con của công ty mình. Thì mình là mẹ nó đó. Trong trường hợp này chỉ có công ty mẹ và công ty con chứ không có cha con nghe, được không ạ? À? Chỉ có mẹ và con thôi. Nó là con của mình thì mình là mẹ nó. Được không? Mình muốn làm công ty mẹ nó thì điều kiện là gì? Tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mình trong công ty A đó phải lớn hơn 50%. Cái thứ hai là mình phải có quyền kiểm soát hoạt động của công ty đó. Hai điều kiện. Mẹ mình thì có quyền kiểm soát mình đúng không? Chứ còn anh chị là không thể, được không ạ? À? Muốn là mẹ thì phải có quyền kiểm soát con. Như vậy, cái công ty đó mà gọi là công ty con thì tỷ lệ quyền biểu quyết phải lớn hơn 50% của mình á, mình có quyền biểu quyết trong công ty đó là lớn hơn 50%. Cái thứ hai, mình phải có quyền kiểm soát đối với công ty đó. Làm sao có được mình thì chỉ có cha với mẹ, và mỗi người phải góp ít nhất là 50% đúng không? Tại vì có hai người tạo ra thôi mà, thì mỗi người phải góp ít nhất 50%. Như vậy muốn làm mẹ nó thì quyền biểu quyết của mình nè phải lớn hơn 50%, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình phải có quyền kiểm soát đối với hoạt động của công ty đó. Rồi tiếp theo, nếu chúng ta nói chúng ta đầu tư vào một công ty A, công ty A gọi là công ty liên kết của mình,
thì điều kiện là gì? Vẫn hai điều kiện. Tỷ lệ quyền biểu quyết là từ 20 cho đến dưới 50%. Từ 20 đến dưới 50. Nghĩa là lớn hơn bằng 20 đến dưới 50%. Cái thứ hai là có ảnh hưởng đáng kể đối với hoạt động của công ty đó. Nãy trên này là quyền kiểm soát, là mẹ nó. Còn chỗ này là chỉ có ảnh hưởng đáng kể thôi. Chỗ này giống như anh chị mình nè. Được, không có quyền kiểm soát nhưng có ảnh hưởng đối với mình. Lâu lâu đi chơi khuya bị mét đó. Được không ạ? Nhắc lại, đầu tư vào công ty kênh liên kết có hai điều kiện. Thứ nhất, tỷ lệ quyền biểu quyết từ 20 đến dưới 50%. Cái thứ hai, phải có ảnh hưởng đáng kể đối với hoạt động công ty đó. Hai điều kiện. Công ty liên doanh thì chỉ có một thôi. Liên doanh, chúng ta sẽ nhìn cho cô là điều kiện là sẽ có đồng kiểm soát. Thế nào chưa tắt mất tắt giùm cô này. Không tìm ra nó luôn. Ái nhì. Công ty liên doanh thì chúng ta sẽ nhận diện nó là hoạt động đồng kiểm soát. Nó giống như bạn bè. Ở trên này cô nói giống như mẹ mình. Ở dưới này cô nói giống như anh chị mình. Ở chỗ này giống như bạn bè. Hai đứa cùng góp vốn để thành lập một công ty. Thì hai đứa sẽ có quyền đồng kiểm soát đối với công ty đó, được gọi là góp vốn liên doanh. Để chúng ta thấy mức độ giảm dần không? Đầu tiên là công ty con. Muốn nó là con của mình thì mình phải là mẹ nó. Rồi, tỷ lệ quyền biểu quyết của mình trong nó phải lớn hơn 50% và mình có quyền kiểm soát đối với nó. Thứ hai là công ty liên kết. Tỷ lệ quyền biểu quyết từ 20 đến dưới 50%. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, phải có ảnh hưởng đáng kể đối với công ty đó, giống như anh chị. Cái thứ ba là công ty liên doanh, giống như bạn bè vậy. Hai đứa góp vốn để thành lập một công ty. Và chúng ta có quyền đồng kiểm soát đối với công ty đó. Thuộc được không? Không được cũng phải được thôi. Nếu không thì không định khoản được. Vậy bây giờ cô lại này. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được gọi là đầu tư dài hạn. Trong đầu tư dài hạn chúng ta có 4 mục lợi. Công ty con 221, công ty liên kết 22, công ty liên doanh cũng là 22, liên doanh liên kết là 22 á. Đầu tư góp vốn khác là 28. Vậy cái chỗ này nè, nếu mà công ty con thì có hai điều kiện. Nó là con của mình thì mình là mẹ nó. Mình có hai điều kiện. Thứ nhất, tỷ lệ quyền biểu quyết của mình trong công ty con là phải lớn hơn 50%. Cái thứ hai, vậy chúng ta phải có quyền kiểm soát đối với hoạt động công ty đó. Mẹ thì phải có quyền kiểm soát đối với con. Cái thứ hai là công ty liên kết, cũng hai điều kiện, nhưng mà tỷ lệ quyền biểu quyết là lớn hơn hoặc bằng 20%, nghĩa là từ 20 cho đến dưới 50 là liên kết và có ảnh hưởng đáng kể đối với hoạt động công ty đó. Còn kiểm soát là gì, hoạt động đáng kể là gì, hôm sau mình học. Công ty liên doanh thì chỗ này nó không có nắm được, không có tỷ lệ quyền biểu quyết nữa. Hai đứa góp vốn với nhau để thành lập nên một công ty và chúng ta có quyền đồng kiểm soát, nghĩa là khi thấy cái từ này được gọi là góp vốn liên doanh. Còn đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là tài khoản 228, là lúc này tỷ lệ quyền biểu quyết nhỏ hơn 20%, còn không có quyền gì cả, không có quyền kiểm soát, không có quyền ảnh hưởng đáng kể, không có quyền đồng kiểm soát, chỉ biết rằng tỷ lệ quyền biểu quyết khi mình góp vốn đó nó dưới 20%. Vậy muốn đầu tư dài hạn á, nghĩa là ghi vào 21, 22, 28 đó, các em sẽ nhìn cho cô tỷ lệ quyền biểu quyết và cái quyền của mình trong công ty đó. Nếu như lớn hơn 50% và có quyền kiểm soát đối với công ty đó thì nó được gọi là công ty con của mình. Nếu như tỷ lệ quyền biểu quyết mà lớn hơn hoặc bằng 20 cho đến bé hơn 50 thì được gọi là công ty liên kết. Nếu như chúng ta có quyền đồng kiểm soát đối với công ty đó gọi là liên doanh. Và cái cuối cùng, tỷ lệ quyền biểu quyết bé hơn 20% và không có cái quyền gì hết được gọi là đầu tư góp vốn khác. Tới đây xong chưa? Được không ạ? Góp vốn, đầu tư góp vốn dài hạn thì chúng ta có 4 mục.
đi vào chứng khoán kinh doanh. Chúng ta sẽ đi vào 121. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 128. Thuộc cho cô mấy tài khoản này chưa nè? Được không ạ? Mấy tài khoản này được hết không nè? Phân biệt được hết cho cô chưa? Cô cho em hỏi chỗ 221 với 222 cô, nếu mà tỷ lệ quyền biểu quyết bằng 50% thì nó nằm chỗ nào cô? Chúng ta sẽ căn cứ vào cái quyền. Ở đoạn này nó có một khúc giữa 50%, thì lúc đó mình sẽ căn cứ là mình có quyền kiểm soát hay mình có quyền ảnh hưởng đáng kể. Đoạn giữa đó phải nhìn vào cái quyền. Bởi vì hai điều kiện này là ràng buộc. Được chưa? Lúc đó, tại vì 50 là cái giữa, và chúng ta sẽ nhìn, thực chất là cái này nó quan trọng hơn này. Thường tỷ lệ quyền biểu quyết sẽ căn cứ vào tỷ lệ quyền góp vốn. Có nghĩa là em góp vốn càng nhiều thì tỷ lệ quyền biểu quyết của em càng nhiều. Tuy nhiên nó sẽ có những cái ràng buộc. Sau này mình sẽ học đến cái khoản 22 đầu tư góp vốn vào đơn vị khác á, thì không phải là chỉ căn cứ vào tỷ lệ góp vốn không đâu, các em sẽ căn cứ vào cái quan trọng hơn là cái quyền. Cái quyền có những thỏa thuận riêng ở đây này đó. Nếu như bé hơn 50% nhưng chúng ta có những thỏa thuận khác, nghĩa là chúng ta vẫn có quyền kiểm soát thì chúng ta vẫn là mẹ nó. Nếu chúng ta lớn hơn 50% nhưng ta không có quyền kiểm soát, chúng ta vẫn chỉ là liên kết. Như vậy ở mức độ giữa 50% đó thì chúng ta sẽ phải căn cứ cho cô là quyền kiểm soát hay là ảnh hưởng đáng kể mà thôi. Đó. Chính giữa đó phải nhìn vào cái quyền. Và trong hai cái điều kiện đó thì cái thỏa thuận là cái quan trọng hơn, nghĩa là cái khúc sau này nè. Tỷ lệ góp vốn hoặc tỷ lệ góp vốn nó sẽ cho các em quyền biểu quyết. Tuy nhiên cái quyền biểu quyết này nếu như cô nói rằng nó dưới 50% nhưng nó có quyền kiểm soát thì chúng ta vẫn là công ty mẹ nó. Như vậy ở đoạn chính giữa bằng 50 thì nhìn cho cô mình có quyền gì với nó, nghĩa là mình có quyền kiểm soát nó hay mình chỉ có quyền ảnh hưởng đáng kể, để mình chúng ta biết nó sẽ là 221 hay 22. Được không? Được không nè? Dạ được cô. Rồi chúng ta sẽ qua cái khoản đầu tiên nè. Chúng ta sẽ qua tài khoản 121 là chứng khoán kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh thì chúng ta sẽ có các cụm từ như sau là gì? Nắm giữ đến ngày, xin lỗi, chứng khoán kinh doanh sẽ có các cụm từ là gì? Mua bán kiếm lời, mua và bán trong ngắn hạn. Tất cả những cái đó mình sẽ đưa vào 121. Trong cái 121 chúng ta có ba cái tài khoản cấp 2. Bây giờ bắt đầu thuộc tài khoản này. 1211 cổ phiếu. 1212 trái phiếu. 1218 là chứng khoán và công cụ tài chính khác. Ví dụ, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, thương phiếu, hối phiếu. Khi hạch toán, khi đi thi, khi làm bài tập, chúng ta phải hạch toán đến tài khoản cấp 2. Nghĩa là gì? Nếu chúng ta nói chúng ta mua với mục đích kinh doanh thì em sẽ ghi vào 121. Nhưng mà mua cái gì? Ví dụ mua cổ phiếu thì 1211, mua trái phiếu 1212, mua các loại khác 1218. Trong cái cổ phiếu và trái phiếu thị trường chứng khoán chắc là học rồi. Cho cô biết trong hai cái đó cái nào là chứng khoán vốn, cái nào là chứng khoán nợ. Cổ phiếu và trái phiếu, cái nào là chứng khoán vốn, cái nào là chứng khoán nợ. Học chưa? Dạ, cổ phiếu là chứng khoán vốn, còn trái phiếu là chứng khoán nợ. Đúng rồi. Cổ phiếu là chứng khoán vốn, trái phiếu là chứng khoán nợ. Đây này, ở đây cô có ghi này. Cổ phiếu là gì? Là một chứng chỉ xác nhận cái phần góp vốn của chủ sở hữu vào công ty cổ phần. Vậy nói đơn giản ha. Công ty cổ phần là công ty đó sẽ có quyền phát hành cổ phiếu. Cái vốn điều lệ, ví dụ như 100 triệu, 200 triệu, 400 triệu, 1 tỷ gì đó, sẽ căn cứ vào vốn điều lệ đó, chúng ta sẽ cho ra số lượng cổ phiếu chúng ta có quyền phát hành. Rồi,
Mỗi người mà mua cổ phiếu có nghĩa là chúng ta, cái cổ phiếu là một chứng chỉ để xác nhận cái phần góp vốn. Ai sở hữu cổ phiếu là chủ sở hữu của công ty cổ phần, nhớ không? Công ty cổ phần có vốn điều lệ, vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau đó gọi là cổ phần. Mỗi cổ phần được bán ra bên ngoài dưới hình thức là cổ phiếu. Người mà sở hữu cổ phiếu đó, là người đi mua cổ phiếu đó, là người chủ sở hữu của công ty đó. Do đó, cổ phiếu là chứng khoán vốn. Rồi, trái phiếu là chứng khoán nợ. Nghĩa là sao? Nghĩa là người phát hành trái phiếu giống như một người đi vay. Trái phiếu đó giống như một cái hợp đồng vay vậy đó. Khi đi vay có nghĩa là chúng ta phải có vốn gốc và chúng ta phải có nợ lãi, đúng không? Chúng ta phải trả lãi. Vậy thì người phát hành trái phiếu là người đi vay. Vậy thì người cho vay là người mua trái phiếu. Này, nhắc lại lý thuyết thôi. Trái phiếu là chứng khoán nợ. Trái phiếu đó giống như một hợp đồng cho vay. Ai là người phát hành trái phiếu là người đi vay. Ai là người mua trái phiếu là người cho vay. Trong mối quan hệ đi vay đó, chúng ta phải có gốc và lãi. Vậy thì cái tờ trái phiếu đó phản ánh gốc, nợ gốc. Trên tờ trái phiếu đó sẽ có lãi suất. Định kỳ chúng ta phải trả lãi. Và hết thời hạn vay đó chúng ta phải trả lại gốc. Có phải giống đi vay không? Ví dụ, chúng ta nói chúng ta đi vay ngân hàng 100 triệu, đó là tiền gốc. Lãi suất 10%, có phải lấy 10% nhân với 100 triệu kem ra tiền lãi không? Trong một hợp đồng vay có gốc và lãi, nhớ được không ạ? Trái phiếu giống như một hợp đồng vay, nghĩa là gì? Trên trái phiếu đó nó sẽ ghi cái phần tiền gốc cho vay là cái tiền mệnh giá đó. Trên trái phiếu đó sẽ có dòng lãi suất. Như vậy, người đi vay là người phát hành trái phiếu và người cho vay là người đi là người mua trái phiếu. Chúng ta mua một tờ trái phiếu có kỳ hạn là 5 năm, nghĩa là mình cho người ta vay trong vòng 5 năm. Cái trái phiếu đó 1 triệu, nghĩa là tiền gốc mà mình cho người ta vay là 1 triệu, mình đưa cho người ta 1 triệu. Lãi suất 10%, nghĩa là định kỳ người ta phải trả mình 10% tiền lãi. Sau hết 1 năm người ta phải trả lại mình 1 triệu, có phải trả tiền gốc không? Đi vay là phải trả gốc và lãi. Sau hết thời hạn vay chúng ta phải trả lại gốc. Cổ phiếu là chứng khoán vốn và trái phiếu là chứng khoán nợ. Tiếp theo cho câu hỏi này. Mệnh giá tối thiểu của cổ phiếu là bao nhiêu tiền? Tối thiểu một tờ cổ phiếu bao nhiêu tiền? Một tờ cổ phiếu bao nhiêu tiền? Thế các bạn nè, mệnh giá tối thiểu của một tờ cổ phiếu là bao nhiêu tiền nè? 10.000 ạ. Chính xác. Mệnh giá tối thiểu của một tờ cổ phiếu là 10.000. Mệnh giá tối thiểu của một tờ trái phiếu là bao nhiêu tiền? Trái phiếu bao nhiêu tiền một tờ ta? 100.000 ạ. Đúng rồi, nhớ nghe. Lỡ trắc nghiệm mà nó có hỏi thì đừng nói cô không trả lời được không? Cổ phiếu một tờ mệnh giá tối thiểu là 10.000. Trái phiếu mệnh giá tối thiểu của một tờ là 100.000. Những tờ khác phát hành dựa trên bội số của nó như 1, 2. Trái phiếu 100 phát hành tờ 1 triệu, đúng không? Cổ phiếu tối thiểu là 10.000, trái phiếu tối thiểu là 100.000. Trái phiếu là chứng khoán nợ. Ngoài trái phiếu là chứng khoán nợ, chúng ta còn có này, tín phiếu và kỳ phiếu. Trái phiếu là ai phát hành ta? Nếu như tín phiếu là kho bạc nhà nước phát hành, nghĩa là đi vay dựa theo chữ tín á, thì chữ tín này, cái này là nó cái này là rủi ro thấp nhất này. Kho bạc nhà nước thì rất ít rủi ro, đúng không ạ? À? Nên người ta gọi cái tên nó là tín phiếu, là kho bạc nhà nước. Cái tiếp theo là kỳ phiếu, là ngân hàng thương mại phát hành. Tín phiếu là kho bạc nhà nước phát hành, kỳ phiếu là ngân hàng thương mại phát hành. Trái phiếu là ai phát hành đấy nhỉ? Trái phiếu ai phát hành ra? Công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty trách nhiệm phát hành?
Ai phát hành được này? Trái phiếu ai có thể phát hành được ạ? Trái phiếu ai phát hành được nào? Em nghĩ là tổ chức chính quyền đó cô. Là công ty á, công ty được quyền phát hành. Cả công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn đều phát hành được trái phiếu. Nghĩa là muốn đi vay, các tổ chức đi vay chúng ta đều phát hành trái phiếu được. Chỉ có tín phiếu thì ngân hàng, kho bạc nhà nước thôi. Kỳ phiếu là ngân hàng thương mại. Còn trái phiếu là công ty, mà công ty trách nhiệm hay công ty cổ phần đều phát hành được. Đây là cái tờ mà cô chiếu cho các bạn xem nè. Trên màn hình của cô là cổ phiếu. Nhìn nó hơi mờ, được không ạ? Nhưng mà cô sẽ đọc, tại vì cái màn hình cô nó chụp trên mạng nên là nó không không thấy rõ được. Nó ghi nè, loại là 1.000 cổ phần, có nghĩa là sở hữu là 1.000 tờ. Tổng trị giá là 10 triệu. Như vậy các em tính ra được mệnh giá không? Tổng là 10 triệu. 1.000 cổ phần là số lượng 1.000. Lấy 10 triệu chia 1.000 có phải mỗi tờ là 10.000. Đó. Trên này nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nó chỉ có mệnh giá là số lượng thôi. Nó không có kỳ hạn và không có lãi suất nha. Tại sao? Đây là cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông đâu có nắm giữ đến, không có kỳ hạn nắm giữ các bạn. Chỉ có trái phiếu thì mới trả lãi định kỳ thôi. Còn cổ phiếu không có, bởi vì cổ phiếu là một chứng khoán vốn. Người mua cổ phiếu là chủ sở hữu chứ đâu có phải để hưởng lãi. Đúng không ạ? Vì vậy cổ phiếu nó không có kỳ hạn và không có lãi suất định kỳ nha. Cái thứ hai là trái phiếu nè. Trái phiếu này, đây là trái phiếu của công ty á. Trên trái phiếu các bạn nhìn kỹ nè. Kỳ hạn, các bạn thấy nó có kỳ hạn không? Muốn nắm giữ đến ngày đáo hạn thì cô nói là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm đầu tiên phải có kỳ hạn. Cái này kỳ hạn là 5 năm, nghĩa là mình đang cho vay. Nếu mình mua cái tờ này có nghĩa là mình cho vay trong vòng 5 năm. Lãi suất ở đây là 10,5% và lãi suất đây tính theo năm á, 10,5% 1 năm. Tờ này là 1 triệu, cái tờ này là mệnh giá. Cái giá ở trên này nè được gọi là mệnh giá nha. Cái tờ này được gọi là mệnh giá nè. Mệnh giá của tờ này là 1 triệu đồng. Kỳ hạn của nó là 5 năm và lãi suất của nó là 10,5%. Vậy muốn tính tiền lãi thì chúng ta phải lấy mệnh giá nhân với lãi suất. Cái lưu ý này, giả sử cái tờ này 1 triệu nhưng mà cô bán 1 triệu mốt được không? Được nha. Tờ này 1 triệu cô bán 900 rưỡi được không? Được. Cái 1 triệu với 950 ngàn đó được gọi là giá mua giá bán á. Ví dụ cô đi mua thì 1 triệu mốt hoặc 900 rưỡi đó được gọi là giá mua. Nhưng mà cô vẫn cầm cái tờ này với trị giá là 1 triệu. Nó đâu có đổi. Cái này là mệnh giá. Còn cái số tiền mà cô bỏ ra đó được gọi là giá mua. Cô đi mua thì cô căn cứ vào giá mua. Người ta bán cái tờ này 1 triệu mốt thì cô mua 1 triệu mốt. Người ta bán cái tờ này 1.950 ngàn, cô mua 950 ngàn. Nghĩa là cái giá phát hành là cái giá bán ra bên ngoài. Giá phát hành là giá bán ra bên ngoài. Là cái giá mà chúng ta phải đi mua. Còn cái giá trên này được gọi là mệnh giá. Vậy thì khi muốn tính lãi suất, muốn tính lãi á, các em phải lấy mệnh giá nhân với lãi suất, chứ không có lấy giá mua nhân với lãi suất. Đó là cái mà các em hay sai á. Các em cứ nhớ là các em đi mua cái tờ này 1 triệu. Rồi mình tính lãi, cái đến lúc mình tính mình lấy 1 triệu nhân với lãi suất. Hên là nó đúng, nếu như cái tờ này mệnh giá nó bằng với giá mua. Nhưng mà nếu xui thì sao? Tờ này mình mua 1 triệu mốt, các em lấy 1 triệu mốt nhân với 10,5% đúng hay sai? Sai. Tờ này mua 900 rưỡi, các em lấy 950 ngàn, các em nhân 10,5% đúng hay sai? Sai. Muốn tính lãi suất phải lấy mệnh giá nhân với lãi. Muốn tính tiền lãi đó, lấy mệnh giá này nhân với lãi suất ở trên này nè. Chứ không có lấy giá mua, giá phát hành, được không ạ? Giá phát hành là giá bán ra bên ngoài. Giá mua là cái giá mình mua về, giá phát hành phải bằng giá mua, đúng rồi. Và tính lãi dựa trên mệnh giá. Về nguyên tắc ghi nhận.
Hồi bữa mình học cái chương chương số 1 và chương số 2 này. Mình giá mua bất động sản đầu tư đó, mình ghi vào 217. Thì cô nói chi phí mua sẽ ghi vào 217. Chương số 2, các khoản chi phí ban đầu trước khi nhận á thì ghi vào 242. Nhưng mà cái chi phí tại cái thời điểm nhận đó thì ghi vào đâu ta? Thuê tài chính thì mình ghi vào đâu? Trước khi nhận thì ghi vào 242. Nhưng mà nếu cô thuê xe hoặc cô mướn cái gì chở cái tài sản đó về tại cái ngày nhận thì ghi vào đâu? Sau 3 năm cô. Trời ơi trời, chết cô rồi. Chỉ có phí cam kết sử dụng vốn mới đưa vào 6 3 năm thôi. Chi phí đưa vào nguyên giá, tất cả những chi phí ban đầu liên quan đến nhận tài sản đưa vào 212 trong trường hợp thuê tài chính. Trước khi nhận thì đưa vào 212, có phải sau khi nhận mình chuyển, xin lỗi, trước khi nhận đưa vào 242, sau khi nhận mình chuyển từ 242 sang 212 không? Đó là chi phí trước. Còn nếu tại thời điểm mua nó có chi phí thì đưa vào 212 chứ. 217 ghi vào giá mua thì chi phí liên quan chi phí môi giới, chi phí thuế lệ phí đó 217, có phải vậy không? Đó là theo nguyên tắc giá gốc. Trong bài này cũng vậy. Cái giá ghi nhận ban đầu nè, nãy mình nói mình bỏ tiền ra mình mua công cụ tài chính, mua trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu đúng không? Vậy thì giá mua ghi vào đâu, chi phí mua ghi vào đó. Nguyên tắc giá gốc đó. Giá mua ghi vào đâu, chi phí mua vào đó. Giá mua ghi vào 121, chi phí mua ghi vào 121. Giá mua ghi vào 128, chi phí mua ghi vào 128. Giá mua ghi vào 221, chi phí mua ghi vào 221. Giá mua ghi vào 228, chi phí mua ghi vào 228. Nghĩa là giá mua ghi vào đâu, chi phí mua ghi vào đó. Đây là chi phí ở đầu mua. Còn đầu bán thì mình đâu có nói, được không ạ? Ví dụ chi phí môi giới này, chi phí giao dịch, các khoản phí, lệ phí. Nghĩa là những chi phí có được ở đầu mua. Trường hợp mà chúng ta góp vốn bằng vật tư, hàng hóa, tài sản cố định. Chúng ta không lấy tiền, chúng ta đi góp vốn. Chúng ta không lấy tiền, chúng ta đi mua. Mà chúng ta đem tài sản của mình là hàng hóa, là nguyên vật liệu, là tài sản cố định, mình đi góp vốn. Vậy bây giờ này, tiền á, thì mình nói 10 triệu, nó là 10 triệu. Mình nói 1 tỷ thì nó là 1 tỷ. Bởi vì tờ tiền nó có giá hết rồi. Nhưng mà cái đống sắt thép, đống gỗ đó thì trên cái cây gỗ đó không có in dòng tiền, đúng không ạ? Chúng ta nói cái đống gỗ này trị giá 100 triệu, người ta có chịu không? Không. Chúng ta nói cái máy này nè, giá trị còn lại của nó là 250, người ta chịu không? Không. Mình nói cái đống sắt thép này trị giá 500 triệu, người ta chịu không? Không. Và người ta phải đánh giá lại, đúng không? Mình đem cái tài sản đó, mình đem cái lô sắt thép đó, mình góp vốn vào một đơn vị khác thì người ta sẽ phải đánh giá lại. Khi người ta đánh giá lại được gọi là giá hai bên thống nhất, hai bên thỏa thuận, thì đương nhiên cái giá đó nó sẽ cao hơn hoặc thấp hơn cái giá trị tài sản của các bạn. Và lúc đó cái phần chênh lệch đó mình sẽ ghi vào 711 hoặc 811. Lúc đó phần chênh lệch do cái giá tài sản của mình so với cái giá mà người ta đánh giá đó sẽ ghi vào 711 hoặc 811. Cuối kỳ thì chúng ta sẽ lập dự phòng căn cứ vào cái giá trên thị trường để lập dự phòng. Bây giờ chúng ta có các tài khoản này thì nãy cô giới thiệu rồi đúng không? 121 chứng khoán kinh doanh, 128 nắm giữ đến ngày đáo hạn, 221 đầu tư vào công ty con, 22 đầu tư vào liên doanh liên kết, 28 đầu tư khác, 229 là dự phòng. Này thuộc rồi nè. Bây giờ chứng khoán kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh nghĩa là chúng ta mua nó với mục đích gì? Mua đó với mục đích là mua bán kiếm lời hoặc bán trong ngắn hạn. Chúng ta muốn ghi vào chứng khoán kinh doanh là chúng ta nhìn vào mục đích chứ không nhìn vào thời gian. Nãy cô nói rồi. Vì vậy người ta nói này, chứng khoán kinh doanh là nắm giữ vì mục đích kinh doanh. Kể cả chứng khoán mà có thời gian đáo hạn trên 12 tháng hoặc mua với mục đích bán lời. Nghĩa là gì? Thời gian ngắn hoặc dài là căn cứ vào
trên hoặc dưới 12 tháng. Nhưng mà chúng ta ghi vào cái tài khoản 121 á, thì chúng ta không nhìn vào thời gian mà chúng ta nhìn vào mục đích. Nghĩa là nếu anh mua với mục đích kinh doanh thì tôi ghi vào 121. Tôi không cần biết rằng thời gian nắm giữ trên 1 năm hay dưới 1 năm. Nghĩa là nó có dài thì cũng kệ đó, nhưng mà nó phải nằm ở 121, bởi vì mục đích của nó là mục đích kinh doanh. Tóm lại, ghi vào 121 khi nào? Mục đích là kinh doanh, là mua bán kiếm lời, là bán trong ngắn hạn. Còn thời gian thì không quan trọng. Ngắn hay dài chỉ để lập bản cân đối kế toán thôi nghe. Ngắn hay dài chỉ để lập bản cân đối kế toán thôi. Chúng ta có các loại như sau nè: cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Người ta nói nè, tài khoản này không phản ánh vào các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đương nhiên rồi, tài khoản chứng khoán kinh doanh là tài khoản 121, còn nắm giữ đến ngày đáo hạn thì tài khoản 128. Do đó những cái tài khoản 121 này nè, nó không phản ánh các khoản mà nắm giữ đến ngày đáo hạn. Chuyện này bình thường, không cần nói, được không ạ? Mình tăng cái tài khoản 121 lên cho cô. Nãy cô nói rồi, tài khoản 121 là tài khoản tài sản. Thì số dư, bạn nào chưa tắt mic nè? Nhi ơi, Nhi à, máy của em nó bị lỗi, nó hay bị tự bật á cô. Ừ, được rồi. Chứng khoán kinh doanh chúng ta ghi vào 121 thì chúng ta nói nó số dư nó nằm bên nợ, nó tăng lên bên nợ hay bên có nhỉ? Tài khoản 121 tăng bên nào? Tăng bên nào? Tăng bên nào? Mua chứng khoán kinh doanh về thì đúng rồi, tăng bên nợ. Nghĩa là khi chúng ta mua về, chúng ta ghi tăng nó lên, khi chúng ta ghi nợ 121, cái bên nợ đó sẽ tăng lên bằng giá mua cộng chi phí mua. Có phải theo nguyên tắc giá gốc không? Nãy cô nói rồi, bất động sản đầu tư giá mua ghi vào 217, các chi phí phát sinh ban đầu liên quan đến việc mua 217. Tài sản thuê tài chính giá mua ghi vào 212, các chi phí liên quan trực tiếp, ví dụ như vận chuyển tài sản về tại cái ngày mà mình nhận tài sản, 212. Vậy thì chỗ này giá mua ghi vào 121 thì chi phí mua cũng sẽ ghi vào 121. Ví dụ như chi phí môi giới này, mà phải nhớ là nó nằm ở đầu mua nha, không có phải nằm đầu bán đâu. Chi phí mua nằm ở đầu mua 121. Chi phí giao dịch, chi phí cung cấp thông tin, phí, phí lệ phí vân vân nằm ở 121. Thời điểm ghi nhận, cái này chúng ta biết trên thị trường chứng khoán thôi. Nghĩa là gì? T cộng 0 và T cộng 1 quá. Đối với chứng khoán được niêm yết, chứng khoán chưa niêm yết, về xem cái khúc này, thời điểm ghi nhận. Lúc chúng ta ghi nó là T cộng mấy chẳng hạn. Chúng ta ghi tăng nằm bên nợ thì chúng ta ghi giảm nó nằm bên có, đồng ý không? Bên có của nó xuất ra theo hai giá, cái chỗ này nó giống như hàng tồn kho vậy á, hai giá, một là FIFO là nhập trước xuất trước, hai là bình quân gia quyền di động, chỉ có hai giá thôi. Đề nó sẽ cho các bạn là chúng ta xuất theo cái giá nào. Tài khoản cấp 2 các bạn này, 121 là chứng khoán kinh doanh là ai cũng biết rồi. Nhưng mà chúng ta mua cổ phiếu, trái phiếu và tín phiếu, kỳ phiếu hoặc mua các công cụ khác. Thì bây giờ chúng ta liệt kê nè. 1211 là cổ phiếu, 1212 là trái phiếu, 1218 là cái khác. Ví dụ như quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng, tương lai, thương phiếu, hối phiếu. Vậy cho cô hỏi coi. Tín phiếu là chứng khoán nợ do kho bạc nhà nước phát hành. Kỳ phiếu là chứng khoán nợ do ngân hàng thương mại phát hành. Nó nằm ở 121 mấy? Tín phiếu và kỳ phiếu nằm ở 121 mấy này? 1212 đó cô. Đúng rồi, nằm ở 1212. Lưu ý nha. Đối với chứng khoán kinh doanh á, thì nó nằm cùng với trái phiếu, nghĩa là các em sẽ thấy nó nằm ở 1212 bởi vì nó là chứng khoán nợ.
Nhưng mà sang các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn á, nó không có nằm cùng với trái phiếu đâu. Rồi, vậy nên mình phải thuộc tài khoản. Giờ tóm tắt nè. Chứng khoán kinh doanh là mua với mục đích mua bán kiếm lời, mục đích kinh doanh. Tài khoản sử dụng cô ghi nè. 121 là cổ phiếu. 1211 là cổ phiếu. 1212 là trái phiếu, bao gồm cả tín phiếu và kỳ phiếu nằm ở đây. Sợ quên á, ghi luôn. Còn 1218 là cái khác, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, thương phiếu, hối phiếu. Vậy thì để mà dễ thì mình thuộc hai cái này thôi. 1211 là cổ phiếu, 1212 là trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu. Còn những cái khác thì mình đưa vào 1218. Được không ạ? À? Nếu không thể nhớ được ba cái này thì mình nhớ hai cái này thôi. Mua với mục đích kinh doanh thì 121, mà cổ phiếu thì 1211, trái phiếu 1212, tín phiếu 1212, kỳ phiếu 1212. Còn những cái khác mà mua với mục đích kinh doanh thì 1218. Rồi. Bây giờ chúng ta qua cái khoan trước khi này. Cô có kể cho bạn một cái định. Sao bây giờ nó nhảy xuống đây mất đi rồi. Nó nhảy rồi. Đây, cô có kể sơ đồ cho các bạn này. Nhìn sơ đồ này. Đây là tài khoản 121. Cô kể cho các em này. Đây là tài khoản tài sản đúng không? Các bạn nói với cô là số dư nằm bên nợ, tăng nằm bên nợ, giảm bên có, đồng ý chưa? Vậy thì tăng bên nợ các em sẽ ghi cho cô theo nguyên tắc giá gốc. Nghĩa là giá mua ghi vào đâu thì chi phí mua vào đó. Nghĩa là sao? Ví dụ giá mua cô đưa vào 1211 thì chi phí mua phải đưa vào 1211. Một. Giá mua cô đưa vào 1212 thì chi phí mua cô phải đưa vào 1212. Được không ạ? Bên có này, phương pháp FIFO hoặc bình quân giao quyền di động. Nghĩa là khi mình xuất nó ra đó thì mình sẽ theo hai giá FIFO hoặc bình quân giao quyền di động. Cái chỗ này được không? Kể cái tài khoản này nhớ không nè? Bên nợ tăng lên theo nguyên tắc giá gốc là giá mua cộng chi phí mua. Bên có xuất ra theo cô phương pháp FIFO hoặc bình quân giao quyền di động. FIFO là gì? Nhắc lại nè. FIFO là nhập trước xuất trước. Nghĩa là mình sẽ coi cho cô số dư đầu kỳ rồi những ngày tiếp theo, những cái nào vào trước thì mình xuất ra bán trước. Đó là FIFO. Còn bình quân là gì? Bình quân ở đây là bình quân giao quyền di động nha. Là sau mỗi lần mà mua chứng khoán tăng lên á, muốn xuất ra được chúng ta phải tính cái giá bình quân. Giống như chương ngoại tệ của mình á, mỗi lần tiền mà tăng lên á, tiền đô tăng lên á, muốn xuất ra được thì chúng ta phải tính lại cái giá bình quân. Ở đây cũng vậy, muốn xuất cái chứng khoán này ra thì mỗi lần mà nó tăng lên thì mình phải tính lại cái giá. Nghĩa là mỗi lần mình mua vào đó mình phải tính lại bình quân, mình lấy tổng số tiền mình chia cho số lượng. Đó là phương pháp bình quân. Bây giờ mình qua định khoản cho cô này. Đây là cái sơ đồ hướng dẫn phần định khoản về chứng khoán kinh doanh. Các em nhìn không? Tài khoản 121 của cô kẻ chính giữa nè. Được không ạ? À? Tài khoản này tăng lên nằm bên nợ. Thấy mũi tên cô đưa không? Vế bên trái là bên nợ này. Bên phải là bên có này. Vậy thì mua vào tăng lên đây nè. Tất cả các mũi tên đi vào bên nợ. Có nghĩa là chúng ta nó đang tăng lên. Rồi. Xuất ra nằm bên có. Cái này đang giảm. Vậy thì cái bên nợ này là mình đi mua, còn bên có là mình đang bán. Có phải nhìn kỹ không? Vế bên trái này các bạn nhìn nè, bên trái này, tay trái của em này, mua chứng khoán kinh doanh, cái này mua chứng khoán, cái này đều là mua hết, mà cái này là mua trả lãi trước, được trả lãi trước là trường hợp phía dưới, còn mua mà trả lãi sau là trường hợp phía trên. Sau đó chúng ta bán, chúng ta nằm bên có, bán thì bán lời, bán lỗ. Trường hợp mua mà có mua bằng tiền đô, tiền ngoại tệ thì cuối kỳ chúng ta sẽ đánh giá lại số dư. Nếu tài khoản này bằng ngoại tệ, nghĩa là lúc đầu mình đi mua nó bằng ngoại tệ thì mình sẽ phải đánh giá lại vào cuối kỳ. Khoản một tiền tệ có gốc ngoại tệ đánh giá lại. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta đi mua nó.
Đi mua thì có mua trả lẻ trước và trả lẻ sau. Muốn định khoản được thì các em phải phân biệt được thế nào là trả lẻ trước và thế nào là trả lẻ sau thì mình mới định khoản được. Được không? Bây giờ chúng ta phân biệt này. Chứng khoán mua và trả lẻ trước hay là trả lẻ sau? Bây giờ ai là người đi mua? Trong chương này mình là người đi mua. Vậy thì ai là người hưởng lãi? Mình là người hưởng lãi. Gì nữa? Mình đi đầu tư. Trong chương này là mình đi mua. Vậy thì người hưởng lãi là mình. Này. Vậy lãi trong chương này nó là doanh thu của mình. Đồng ý với cô không? Chương này là đầu tư chứng khoán. Khi đầu tư chứng khoán là mình bỏ tiền ra mình đi mua. Vậy thì khi mình đi mua có lãi thì mình nhận. Lãi lẽ sẽ giống như doanh thu của các bạn. Đầu tư tài chính sẽ có doanh thu tài chính và chi phí tài chính. Bây giờ phân biệt nè, như thế nào là lãi trả trước và như thế nào là lãi trả sau. Lãi trả trước, bây giờ mình đi mua cổ phiếu nó có lãi không ta? Cổ phiếu có lãi không? Cổ phiếu có tiền lãi không? Cổ phiếu có lãi không nè? Có. Trời ơi, có rồi nào. Trên cái tờ cổ phiếu nãy cô chiếu có lãi Dạ không. không? Không, cổ phiếu không có lãi. Chỉ trừ khi là mình đi đầu tư vào công ty con, là công ty cổ phần. Mình được hưởng lãi bằng cách nào? Mình mua cổ phiếu công ty đó, mình làm mẹ nó, thì nó là con của mình. Nó chia lãi cho mình bằng cách nào? Nó chia cổ tức, nghĩa là khi nó làm ăn có lãi, nó chia. Chứ bình thường đi mua cổ phiếu thì không có tiền lãi, không có tiền lãi định kỳ. Nghĩa là trên cái tờ cổ phiếu nó không có lãi suất và em không được hưởng lãi. Em chỉ hưởng bằng cách là em mua bán kiếm lời, nghĩa là chênh lệch giá thôi. Chứ cổ phiếu nó không có lãi. Chỉ có trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, những chứng khoán nợ thì nó có lãi. Bởi vì trên tờ đó nó có mệnh giá, có lãi suất thì mình có tiền lãi. Còn cổ phiếu lãi là khi mình bán thôi, chứ trên cái tờ cổ phiếu đó nó không có trả lãi nha. Nhớ kỹ, cổ phiếu không có trả lãi trên cái tờ đó. Chỉ có một tờ có là cổ phiếu ưu đãi. Cái cổ phiếu có hai loại, cổ phiếu thường hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu ưu đãi. Trên cái cổ phiếu ưu đãi đó nó có lãi suất và nó sẽ trả lãi định kỳ là cổ phiếu ưu đãi. Còn cổ phiếu thường thì không có trả lãi định kỳ. Nhớ nghe, chúng ta mua cổ phiếu chỉ với mục đích kinh doanh. Ví dụ chúng ta chờ nó tăng giá chúng ta bán. Cứ tăng giá chúng ta bán. Cái thứ hai, chúng ta đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh á, liên kết, chúng ta mua cổ phiếu công ty đó. Thì khi nào công ty đó làm ăn có lãi thì nó mới chia cổ tức cho mình. Chứ còn nó không có trả lãi trên cái tờ cổ phiếu mình mua đâu. Ví dụ em mua cái cổ phiếu công ty đó mà công ty đó nó 2 năm nó lỗ thì mình không có được đồng nào hết. Đầu tư dài hạn mà, chừng nào nó làm ăn có lãi thì mình mới được hưởng. Vậy bây giờ này, tổ chức phát hành là cái tổ chức mà bán cái tờ đó, nó sẽ trả lãi cho mình. Trả lãi ở đây là trả dựa trên tờ đó. Như vậy trong trường hợp mà trả lãi á, thì chỉ có trả cho trái phiếu, tín phiếu và kỳ phiếu thôi, chứ cổ phiếu không có trả lãi. Được không? Bây giờ trả lãi trước là sao? Nghĩa là cái tổ chức phát hành đó đó là ai? Là công ty phát hành trái phiếu, là kho bạc nhà nước phát hành tín phiếu, là ngân hàng thương mại phát hành kỳ phiếu. Đó là tổ chức phát hành. Có những cụm từ nghe hơi mới, được không? Những người phát hành đó được gọi là tổ chức phát hành, là người phát hành. Cái người đó sẽ là người trả lãi cho các bạn. Vậy bây giờ này, chúng ta có trả lãi trước và trả lãi sau. Trả lãi trước nghĩa là gì? Là chúng ta mua trực tiếp từ người phát hành. Nghĩa là gì? Cô mua trực tiếp trái phiếu của công ty A. Công ty A là người phát hành trái phiếu, cô mua của công ty A. Ngân hàng là người phát hành kỳ phiếu, cô mua cái kỳ phiếu đó từ ngân hàng. Kho bạc nhà nước là người phát hành tín phiếu, cô mua cái tờ tín phiếu đó của kho bạc. Có phải là cô mua trực tiếp từ người phát hành không? Mà cô được trả lãi ngay, trả tại
thời điểm cô mua, được gọi là trả lãi trước. Mua và được nhận lãi trước với điều kiện là chúng ta không phải mua trực tiếp từ người phát hành. Chúng ta được hưởng lãi trước chỉ có trường hợp là chúng ta mua trực tiếp từ người phát hành thôi và được trả lãi ngay tại thời điểm mua. Tại sao phải có từ trực tiếp? Chứ còn gián tiếp được không? Không. Ví dụ, ngân hàng phát hành kỳ phiếu vào ngày 1 tháng 1 trả lãi trước. Ngày 1 tháng 1 ngân hàng phát hành bán cho ông A. Ông A ổng mua cái tờ này và ngân hàng trả lãi trước hết rồi. Đến ngày 1 tháng 6 cô đi mua lại từ ông A. Có phải là cô mua lại không? Trường hợp này cô không mua trực tiếp của ngân hàng. Vậy thì cô có được hưởng lãi nữa không? Không. Bởi vì sao? Ông A ổng hưởng hết rồi. Vậy thì trường hợp trả lãi trước á, chỉ có trường hợp là mình phải mua trực tiếp từ người phát hành mà thôi. Và tại cái thời điểm mua đó người ta trả lãi luôn thì được gọi là mua và được trả lãi trước. Phân biệt được không ạ? Còn mua lại là không nghe. Mua lại là sẽ không có lãi trước đâu. Ngân hàng phát hành kỳ phiếu vào ngày 1 tháng 1 ngân hàng trả lãi trước. Ông A ổng mua ngày 1 tháng 1. Vậy thì cái lãi đó ai hưởng? Ông A ổng hưởng hết rồi. Ngày 1 tháng 6 mình mua lại của ông A thì lúc này mình đâu có tiền lãi nữa. Hiểu vấn đề không ạ? Trả lãi trước chỉ trừ khi mình mua trực tiếp từ người phát hành. Và tại thời điểm mua đó người phát hành trả lãi luôn thì được gọi là trả lãi trước. Còn trả lãi sau là gì? Là mình mua nó xong người ta nói một câu này: tôi sẽ trả lãi 6 tháng một lần, 1 năm một lần. Đó là trả lãi định kỳ. Cứ sau 6 tháng trả một lần, sau 1 năm trả một lần. Hoặc là nó nói là khi hết thời hạn, nghĩa là khi đáo hạn tôi trả lãi. Ví dụ trái phiếu 5 năm thì cái ngày đáo hạn đó tôi trả lãi luôn. Có nghĩa là gì? Không được nhận lãi tại cái thời điểm mua mà chúng ta sẽ nhận lãi sau. Sau 6 tháng, sau 1 tháng hoặc sau 1 năm định kỳ trả lãi một lần. Hoặc khi đáo hạn tôi trả lãi, được gọi là trả lãi sau. Còn trả lãi trước là khi chúng ta mua trực tiếp từ người phát hành và chúng ta được nhận lãi ngay tại thời điểm phát hành, được gọi là trả lãi trước. Phân biệt được hai cái này không? Phải phân biệt được thì mới định khoản được. Được chưa nè? Phân biệt giúp cô trả lãi trước và trả lãi sau chưa? Phân biệt được không? Như thế nào là lãi mình được hưởng trước, như thế nào là lãi mình sẽ hưởng sau? Được chưa nè? Dạ được rồi cô. Rồi bây giờ mình đi mua nha. Sau khi phân biệt được hai cái này rồi thì mình đi mua. Trường hợp thứ nhất là mình mua và được trả lãi trước. Nãy cô nói rồi, trên cái tờ trái phiếu nó có mệnh giá, có lãi suất, đúng không? Trên cái tờ trái phiếu nó có mệnh giá, có lãi suất. Vậy bây giờ này, giả sử mình đi mua một tờ trái phiếu với số lượng là 1.000 tờ. MR là mệnh giá. Tập làm quen từ với những từ viết tắt nè. MR là mệnh giá. Mệnh giá mỗi tờ là 1 triệu đồng một tờ. RM là giá mua là 1 triệu mốt. Kỳ hạn là 5 năm. Lãi trả trước một lần ngay khi mua. Lãi suất là 10% một năm. Vậy bây giờ cô đang mua và cô giả sử là mua với mục đích kinh doanh nha. Chúng ta đang học mục đích kinh doanh thôi. Vậy thì bây giờ tăng lên nè. Nợ tài khoản 121, mục đích kinh doanh. Mua cái gì? Mua trái phiếu 121. 2. Giả sử cô chi bằng tiền mặt ra cô trả có 111. Cái tờ này nè, nó bán với cái giá là 1 triệu mốt. Thì cô sẽ lấy nè, 1.000 tờ nhân với giá mua là 1 triệu mốt. Toàn bộ cái lãi mà cô nhận trước cô phải ghi vào tài khoản 3387. Lãi nhận trước ghi vào 3387. Lãi nhận trước tính sao? 1.000 tờ. Nhưng mà muốn tính tiền lãi được đó thì phải em phải lấy mệnh giá nhân với lãi suất. Lấy mệnh giá nhân với lãi suất nha, chứ không có lấy giá mua. Vậy mệnh giá ở đây là 1 triệu đồng một tờ.
1.000 tờ nhân với 1 triệu có phải ra tổng mệnh giá không? Lãi suất là 10% một năm. Cái này nhân lại có phải ra một năm không? Mà tiền lãi trả trước một lần ngay khi mua, nó chỉ trả duy nhất một lần thôi. Vậy thì kỳ hạn là 5 năm, lãi suất 10% một năm, có phải trả cho 5 năm thì cô tính nè. 1.000 tờ nhân với 1 triệu đồng một tờ nhân với 10% ra một năm không? Nhân với 5 năm. Đây là tiền lãi mà cô sẽ được nhận trước. Cô lấy mệnh giá, cô nhân với lãi suất và nhân với số lượng nếu có và nhân với kỳ hạn lãi nếu có. Đây là số tiền lãi cô được nhận. Vậy thì số tiền cô phải bỏ ra là bao nhiêu? Cô lấy toàn bộ cái giá mua trên này, cô trừ bớt cái tiền lãi mà cô đã được nhận trước. Đây là số tiền cô bỏ ra. Em hướng dẫn lại này. Trường hợp mà mua được trả lãi trước thì cái lãi được trả trước đó chúng ta ghi vào tài khoản 3387. Nợ tài khoản nghĩa là mua cái gì tăng cái đó lên. Ví dụ mua trái phiếu nợ 121 2 lãi nhận trước ghi vào có tài khoản 3387. Số tiền phải trả ghi vào có 111 112 nếu trả bằng tiền. Bây giờ này, nợ 121 tăng lên sẽ bằng giá mua. Người ta bán bao nhiêu mua bấy nhiêu chứ. Người ta bán, cái này là giá mua. Người ta bán 1 triệu mốt một tờ. Chúng ta mua bao nhiêu tờ? 1.000 tờ. Cô sẽ lấy này. 1.000 tờ nhân với giá mua là 1 triệu mốt. Có 3387 là tiền lãi nhận trước mà cô sẽ được hưởng. Lãi nhận trước, tiền lãi sẽ bằng mệnh giá nhân với lãi suất. Vậy thì số lượng bao nhiêu? 1.000 tờ. Mệnh giá bao nhiêu? 1 triệu đồng một tờ. Lãi suất 10% một năm. Mà người ta trả lãi trước một lần ngay khi mua. Mà kỳ hạn là 5 năm. Vậy thì cô phải nhân cho 5. Đây là toàn bộ số tiền lãi mà cô được nhận trước. Vậy thì số tiền mà cô phải bỏ ra bằng cách cô lấy toàn bộ cái giá mua nè. Cô trừ cho phần lãi nhận trước. Tới đây được không ạ? Nhìn lại cho cô coi định khoản được không? Được không? Dạ được cô. Bây giờ mình thế nè. Mình thay cái ví dụ này, mình thế cái số giùm cô này. Cô mua 500 tờ. Với mệnh giá vẫn là 1 triệu đồng một tờ, giá mua của cô là 900.000 đồng một tờ. Kỳ hạn là 5 năm, lãi nhận trước một lần ngay khi mua, lãi suất 10,5% một năm. Nè, bỏ số tiền vào cho cô đi ạ. Em bỏ số tiền vào cho cô nè. Định khoản giùm cô coi. Lớp mình bỏ cái số tiền vô cho cô coi nè. Cô mua 500 tờ. Mệnh giá mỗi tờ là 1 triệu đồng một tờ. Giá mua của cô là 950.000 đồng một tờ. Kỳ hạn là 5 năm. Lãi suất hưởng một lần ngay khi mua và lãi suất 10,5% một năm. Bỏ số tiền định khoản giùm cô coi. Định khoản vô đi các bạn. Định khoản vô cho cô nè. Em không bấm máy cũng được, em cứ thế số em bỏ vô thôi. Được không? Bằng gì nhân cái gì là được. Không cần bấm máy cũng được. Cứ bỏ con số đi cô là được.
Rồi mình sửa nè. Nợ tài khoản 1212 đúng rồi, bằng giá mua là 950.000 nhân với 500 tờ, đúng. Có 3387 là doanh thu nhận trước, số lượng là 500 tờ nhân với mệnh giá 1 triệu đồng một tờ nhân với 10,5% nhân cho 5 năm, đúng. Và số tiền còn lại là chúng ta lấy trừ ra định khoản này. Thế cho nè, giá mua là 500 tờ, đúng không ạ? Nhân với giá mua là 950.000 đồng một tờ, đúng rồi. Phần tiền lãi tính sao? Lấy số lượng nè, 500 tờ nhân, chỗ này phải là mệnh giá 1 triệu đồng một tờ, nhân với lãi suất là 10,5% một năm và kỳ hạn 5 năm, đúng không? Vậy số tiền còn lại bỏ ra sẽ tính bằng cách nào? Lấy cái này nè, lấy giá mua, được không ạ? Trừ cho cái phần lãi này cho cô, trừ phần lãi. Bây giờ mình thế cái ví dụ tiếp theo cho cô này. Cô chỉnh lại một xíu thôi. Kỳ hạn là 5 năm, lãi nhận trước 1 năm một lần. Lần đầu trả ngay khi mua. Lãi suất là 10% một năm. Kỳ hạn là tháng. Kỳ kế toán là tháng. Tiếp tục bỏ số vào cho cô đi ạ. Nhìn cái đề nha. Nhỏ quá rồi. Cái đề của mình này các bạn. Bây giờ tiếp tục mua cho cô số lượng là 500 tờ. Vẫn mệnh giá là 1 triệu đồng một tờ. Giá mua vẫn là 950.000 đồng một tờ. Kỳ hạn vẫn là 5 năm. Nhưng mà lãi nhận trước 1 năm một lần. Và lần đầu trả ngay khi mua, lãi suất vẫn là 10,5% một năm. Kỳ kế toán của công ty là tháng. Cho cô cách tính nè. Đây là trường hợp số 2 nè, chúng ta phải phân biệt ra thôi. Tiếp tục như vậy, nhưng mà chỗ này định khoản lại cho cô coi nè. Vẫn y chang như vậy, nhưng cô thế là gì? Hưởng lãi trước 1 năm một lần. Lần đầu trả ngay khi mua, lãi suất 10,5% một năm. Định khoản cho cô nè. Kỳ kế toán đang là tháng và nhận cho nhiều tháng, nhận cho một năm. Nợ 1212 tăng lên theo giá mua có 3387, đúng rồi. Lúc này không phải là nhận cho 5 năm mà chỉ có nhận cho 1 năm một lần thôi. Lần đầu nhận khi mua có nghĩa là mình chỉ nhận cho 1 năm thì cái chỗ đó không nhân 5, chính xác. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Kỳ kế toán mình là tháng mà mình nhận trước cho 12 tháng. Vậy thì đưa vào 3387, đúng rồi. Đúng không ạ? Nhận cho 5 năm thì không bàn cãi, chắc chắn là 3387. Nhưng nhận cho 1 năm thì phải xem kỳ kế toán của mình là gì. Nếu như kỳ kế toán là tháng mà nhận cho 1 năm có phải nhận cho nhiều kỳ không? 3387. Thay cái số 5 chỗ này bằng số 1, đúng rồi đây này. Được không ạ? 3387 lúc này chỉ có 1 năm thôi. Rồi, đúng rồi đó.
Bây giờ trường hợp thứ ba này, chúng ta dừng nha. Trường hợp thứ hai đúng rồi. Trường hợp thứ ba này, kỳ kế toán của cô là 5, vẫn y chang như vậy. Lúc này chúng ta sẽ sửa cái tài khoản nào lại cho cô? Nãy chúng ta nhân chỗ này là 1. Cô đố các bạn cái trường hợp thứ ba nó còn 3387 không? 515, đúng rồi. Đúng rồi đó. Doanh thu tài chính lúc này chúng ta không đưa vào 3387 nữa. 3387 là doanh thu nhận trước cho nhiều kỳ. Bởi vì kỳ kế toán ở đây là năm thì doanh thu chỉ có một năm thôi. 515, chính xác. Đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta qua tiếp nè. Nếu như các bạn đưa chỗ này 3387 được không ạ? Nếu 3387 thì cuối kỳ kế toán các em sẽ làm bút toán điều chỉnh cho cô này. Trường hợp chúng ta đưa vào có 3387 doanh thu nhận trước cho nhiều kỳ thì cuối kỳ mình sẽ kết chuyển từ nợ 3387 sang 515. Chương này là đầu tư tài chính. Nghĩa là chúng ta sẽ có tài khoản doanh thu tài chính và chi phí tài chính 515 hoặc 635 thôi. Chứ không có 511, 5113, 5117 gì đây nha. Không có 511 đâu các bạn. Trong chương này doanh thu sẽ là 515 và chi phí sẽ là 635. Chỉ trừ có một trường hợp duy nhất các em sẽ có 711 và 811. Trừ một trường hợp duy nhất mà nãy cô nói rồi á, còn nhớ không? Là đem tài sản đi góp vốn có chênh lệch giá. Thì chỗ đó là 711 và 811. Còn tất cả những tài khoản khác trong chương này, doanh thu sẽ là 515 và chi phí sẽ là 635. Xong trường hợp trả lãi trước rồi đúng không? Bây giờ đến trả lãi sau này. Trường hợp trả lãi sau thì nó đơn giản lắm. Người ta nói bán bao nhiêu mua bấy nhiêu thôi. Bán bao nhiêu mua bấy nhiêu. Bây giờ mình nè, mua trái phiếu 1.000 tờ. Mệnh giá mỗi tờ là 1 triệu đồng. MR là mệnh giá nhưng mà RM là giá mua nha. Giá mua của mình là 1 triệu 2 một tờ. Kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10% một năm, trả định kỳ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Có phải là trả lãi sau không? Cứ một năm trả một lần vào ngày 31 tháng 12. Vậy trường hợp này là trả lãi sau. Người ta bán bao nhiêu mua bấy nhiêu. Nghĩa là nếu như mua chứng khoán kinh doanh thì nợ 121, mua trái phiếu 1212, mua bằng tiền mặt có 111, mua số lượng là 1.000 tờ với mệnh giá là 1 triệu và giá mua 1 triệu 2, thì giá mua người ta bán 1 triệu 2 thì mình mua với 1 triệu 2, nợ 1.000 tờ, có nợ 1.000 tờ với cái giá 1 triệu 2 một tờ. Xong, được không ạ? Đơn giản không? Lãi nhận trước mà nhận cho nhiều kỳ đó, 3387. Lãi nhận sau thì đơn giản, người ta bán bao nhiêu mình mua bấy nhiêu. Mua cái gì thì cái đó tăng lên. Chỗ này cô mua trái phiếu thì 1212, cô mua cổ phiếu thì 1211, cô trả bằng tiền mặt thì 111, cô trả bằng tiền gửi thì 112. Đơn giản không ạ? Giá mua nè, người ta bán bao nhiêu thì mua bấy nhiêu nha. Còn mệnh giá là dùng để tính lãi. Trường hợp này được chưa? Phân biệt được hai trường hợp không ạ? Hai trường hợp này các em làm được không? Có khó không? Có cần cô nói lại cái nào không? Rồi, được rồi thì mình sẽ qua này. Bây giờ mình mua xong rồi thì mình sẽ đi bán cho cô. Bán. À, quên. Nó còn có cái chi phí mua nữa. Nãy mình nói rồi. Chi phí mua thì giá mua ghi vào đâu thì chi phí mua ghi vào đó, nãy nói rồi đúng không? Ví dụ chúng ta sẽ có chi phí môi giới đầu mua, chúng ta sẽ có khoản thuế, phí, lệ phí. Cái này nãy nói rồi, bây giờ ghi vào đây cho nhớ nè. Cô để 121x có nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như giá mua kem đừng mua cổ phiếu thì 1211, 1. Kem mua trái phiếu 1212, em mua tín phiếu 1212, hai em mua kỳ phiếu 1212, hiểu không? Giá mua ghi vào đâu, chi phí mua ghi vào đó, nãy nói rồi.
Nếu trả bằng tiền mặt thì có 111, trả bằng tiền gửi ngân hàng 112, trả bằng tiền tạm ứng 141. Bây giờ mua xong rồi mình đi bán nè, bạn. Mình sẽ bán cái chứng khoán kinh doanh này. Trong trường hợp bán lời hoặc bán lỗ. Đề này nó chỉ có trong bài này cái có 121 này, cô để tiếp chữ ít, nghĩa là gì? Bán cái gì thì có cái đó. Ví dụ, cô bán cổ phiếu thì có 121 1. Cô bán trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu có 121 2. Cô bán cái khác có 1218, cô để chữ ít chỗ này được không ạ? Nếu như có lời, nghĩa là cái giá mình bán lớn hơn cái giá mình xuất ra. Nhìn cô lấy ví dụ luôn nhé. Nếu như cô bán cái giá của cô đó, tổng tiền cô thu về là 250 triệu. Mà cái giá xuất của cô là phương pháp FIFO hoặc bình quân giao quyền di động. Trắc nghiệm mà người ta hỏi nè, bên có tài khoản 121 giảm theo giá nào thì phải nhớ trả lời cho cô là hai giá FIFO hoặc bình quân giao quyền di động. Chúng ta xuất ra cái giá xuất của mình chỉ có 200 triệu thôi, mà cái giá mà cô bán là 250. Vậy có phải cô đang bán lời không? Cái giá gốc có 200 mà bán được 250, có phải đang lời không? Lời trong chương này sẽ đưa vào tài khoản 515 doanh thu, lấy 250 trừ 200. Tổng nợ tổng có cân nè, kiểm tra coi bên nợ 250, bên có 250. Nếu mà bán có lỗ, bây giờ nè, nếu cô xuất ra giá là 200 mà cô bán tiền thu về 180, có phải cô đang lỗ không? Tiền thu về có 180 mà giá vốn của cô 200, có phải cô lỗ 20 không? Phần lỗ đó cô ghi vào 635, cô lấy 200 trừ 180. Lời lỗ doanh thu chi phí trong chương này 515 635. Rồi, bán lời hoặc lỗ được chưa nè? Nhìn kỹ cho cô coi có cần cô chỉ lại không? Nhìn nha, nếu không hiểu thì hỏi được không ạ? Bên có 121 là FIFO hoặc bình quân giao quyền di động. Bên nợ là theo giá bán. Cái này là giá bán này. Lệch giữa cái giá bán và cái giá xuất ra đó thì mình sẽ biết lời hay lỗ. Nếu lời ghi vào 515, lỗ 635. Được không cả lớp? Được không ạ? Các em nhìn coi các em định khoản được không? Dạ được cô. Bây giờ này, nãy là chi phí đầu vào mình đưa vào giá gốc, nghĩa là giá mua ghi vào đâu thì chi phí được vào đó. Vậy bây giờ cô hỏi này, ở đầu bán cô cũng sẽ có những chi phí đúng không? Cô sẽ có phí ngân hàng nè, cô sẽ có thuế nè, cô sẽ có chi phí môi giới nè. Vậy thì cô hỏi cái chi phí mà đầu bán ghi vào đâu? Theo các bạn nó sẽ ghi vào đâu? Bán bất động sản đầu tư thì 632 đúng không? Bán hàng hóa bình thường giá vốn 632, chi phí bán hàng 641. Vậy thì bán các công cụ tài chính này đưa vào tài khoản nào? Chi phí nó đưa vào tài khoản nào? 635 hả cô? Đúng rồi. Trong chương này doanh thu 515 và chi phí là 635. Nó chỉ có một tài khoản đó thôi. Vậy nếu những chi phí đầu bán phân biệt nha, khi mà người ta nói chi phí môi giới á, là các em phải nhìn cho cô là đầu mua hay đầu bán. Đầu mua thì tính vào giá gốc rồi, nhưng mà đầu bán thì tính vào 635. Rồi, ví dụ nợ 635 có trả bằng tiền mặt có 111, trả bằng tiền gửi 112, trả bằng tiền tạm ứng có 141. Bây giờ chúng ta đánh giá lại. Nếu mà chúng ta mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu bằng ngoại tệ, có phải rằng đây là tài khoản tài sản không? Đúng không? Và số dư bằng ngoại tệ có phải là chúng ta sẽ phải đánh giá lại không? Không biết nhớ gì để chuẩn bị đi thi không ta? Nếu mà trường hợp mà đánh giá lại là tài khoản là tài sản thì tỷ giá của đánh giá lại, tỷ giá mà dùng để đánh giá lại là tỷ giá mua. Và tài khoản mà cô đang đánh giá lại là tài khoản 121.
Vậy nếu mà lãi tỷ giá thì sao ta? Có nghĩa là gì? Tỷ giá cô đánh giá lãi đang lớn hơn tỷ giá ban đầu. Cô đang lãi đúng không? Nếu đánh giá lại tài khoản 121 mà nó lãi định khoản cho cô coi này. Định khoản sao? Nó Nợ gì có gì? là tài khoản 121X hay là có tài khoản 4131 ạ? Chính xác. Nợ tài khoản 121 chỗ này nè đó. 121X đúng rồi, bạn nói đúng rồi đó. Và có 4131. Lỗ thì ghi ngược lại đúng không? Lỗ nè. Nợ 4131 và có 121X đúng rồi đó. Đó. Đây là lãi và lỗ, tỷ giá thì đánh giá lại. Bây giờ chúng ta sẽ có lãi. Nghĩa là chúng ta mua với mục đích đó, là chúng ta nắm giữ để chúng ta bán thôi, nghĩa là mục đích kinh doanh. Nhưng mà ví dụ như trái phiếu đó, thì mục đích ban đầu của em là mua để bán lại kiếm lời. Nhưng mà đến kỳ hạn người ta vẫn phải trả lãi cho mình đúng không? Khi mình chưa bán thì mình vẫn được hưởng lãi. Vậy thì chúng ta có các trường hợp lãi như sau này. Nếu như mà lãi mà chúng ta đã nhận trước ngay khi mua là cô đang ghi lại á, nghĩa là trường hợp đây nè, ban đầu mình đã ghi vào có 3387 rồi thì cuối kỳ mình có chuyển sang 515, đây là trường hợp lãi đã nhận trước ngay khi mua, chúng ta ghi nợ 3387 và có tài khoản 515 rồi. Trường hợp mà chúng ta nhận lãi định kỳ, ví dụ 6 tháng một lần, một năm một lần, thì chúng ta có như sau này. Nhận ngay bằng tiền, em ghi cho cô này, nhìn kỹ nè. Nợ 11112 nhận ngay bằng tiền có 515. Trong chương này doanh thu tài chính là 515. Còn nếu như chúng ta chưa nhận tiền mà chúng ta chỉ nhận được cái tờ thông báo thôi. Nhận tiền mà chưa nhận được tiền nha. Nó mới gửi cho mình một cái tờ thông báo, trên đó sẽ nói rằng ngày mấy tôi trả lãi cho anh á, thì chúng ta sẽ ghi vào nợ tài khoản 138. Nợ 138. Đây, nợ 138, 1388 và có 515. Vậy thì nếu mà lúc mà đi nhận tiền mình ghi sao ta? Lúc mà nhận tờ thông báo mình ghi nợ 1388 có 515. Vậy thì lúc nhận tiền ghi sao? Nợ 515 có 1388. Trời ơi trời, tiền tăng lên đâu? Hả? Bây giờ mình nói rằng mình sẽ nhận được 2 triệu mà nó gửi cái tờ thông báo, nó nói tôi sẽ trả anh 2 triệu vào 2 ngày nữa. Vậy thì tại thời điểm mà cô nhận cái tờ thông báo đó, cô ghi nợ 1388 có 515 2 triệu. Vậy thì 2 ngày sau cô đi nhận tiền, cô định khoản làm sao? Tiền cô phải tăng lên và giảm khoản phải thu lại. Định khoản làm sao? Lên nợ 11112 có 1388. Ừ, chứ sao mà định khoản ngược lại doanh thu vậy, đúng không? Nghe nè, cái này các em học rồi á, mà phải suy nghĩ nha. Không phải cái nào mình cũng định khoản ngược lại đâu. Mình đưa vào doanh thu, nguyên tắc khi nhận doanh thu là không phụ thuộc vào thời điểm thực thu hay thực chi, nghĩa là nguyên tắc dồn tích, nghĩa là khi có chứng từ là mình ghi. Vậy thì mình nhận được thông báo, nghĩa là mình phải thu cái thằng đó, thì cô ghi tăng phải thu lên, nợ 1388 có 515. Thì cái lúc mà nhận tiền á, lúc mà nhận được tiền, có phải là mình sẽ giảm khoản phải thu đúng không? Mình sẽ tăng tiền lên nợ 11112 và có tài khoản 1388, chứ định khoản ngược lại rồi nó mất doanh thu sao? Đó đó. Còn nếu mình nhận cái số lãi đó mà mình không có nhận bằng tiền, các bạn gửi tiết kiệm bao giờ không? Nó có hai dòng, nó hỏi với em như thế này này: lãi nhập vào vốn, lãi nhập vào vốn hay là chuyển sang cái tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Có bao giờ gửi tiền tiết kiệm không? Nghĩa là gì? Nếu như ban đầu các em gửi 1 triệu thì chúng ta sẽ chọn cách chúng ta nhận lãi là gì? 1 triệu đó ví dụ được 100.000 thì anh sẽ muốn 100.000 đó trả vào cái tài khoản không kỳ hạn, hay anh muốn 120.000 này sẽ trả vào cái tài khoản gốc này, có nghĩa là lãi nhập vốn nhập vào gốc, nghĩa là lấy 100.000 đó cộng thêm 1 triệu và gửi tiếp cái tháng tiếp theo là
tăng cái tài khoản nó lên. Vậy trong chương này mình cũng sẽ có một trường hợp giống như vậy, có nghĩa là gì? Mình không nhận tiền mà mình lấy tiền đó mình đi đầu tư thêm, có nghĩa là mình tiếp tục mình mua nó, hoặc mình tăng, mình nhận lại đó, mình đem đi đầu tư thêm, mình mua tiếp, thì nợ tài khoản 121 mua cái gì cái đó tăng lên. Vậy cô nói lại này, trường hợp này cô ghi ba cái nợ, nhưng mà ba cái này nó xảy ra không cùng nhau, nghĩa là nó chỉ có một trong ba trường hợp thôi, nhìn cho kỹ nha. Nếu nhận ngay bằng tiền, nợ 111 112 có 515. Trường hợp, ôi mất luôn rồi. Trường hợp mà nếu mà lãi chỉ có nhận thông báo mà chưa nhận tiền thì treo vào nợ 1388 có 515. Lúc mà nhận tiền sẽ ghi nợ 1112 có 1388. Tiếp theo, chúng ta nhận lãi mà chúng ta không nhận tiền, mà chúng ta lấy lãi đó chúng ta đem đi đầu tư tiếp. Nghĩa là gì? Lúc đầu chúng ta mua trái phiếu, bây giờ chúng ta muốn lấy cái tiền lãi đó chúng ta mua tiếp, chúng ta ghi nợ 121, mua cái gì cái đó tăng lên và có 515. Bây giờ qua cái ví dụ cho cô nè. Ví dụ 3.1, cô hướng dẫn nha. Chúng ta sẽ mua cho cô số lượng là 10.000 cổ phiếu với mục đích kiếm lời trong ngắn hạn. Nghe cái từ mà kiếm lời trong ngắn hạn nghĩa là mua đi bán lại á, thì chỗ này phải là 121. Mà mua cái gì? Mua cổ phiếu, vậy thì 121. 121 mấy ra? 211. Đúng rồi, 1211 sẽ tăng lên. Bây giờ cái giá mua là 32.000 đồng, mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phiếu. Vậy chúng ta sẽ chi tiền ra trả theo cái giá 32.000 hay giá 10.000? 32.000 ạ. 32. 32.000, đúng rồi. Chi phí môi giới 0,5%, nhìn cho kỹ nè. Người ta nói trên giá mua, nghĩa là trên 32.000. Nếu người ta nói 0,5% trên mệnh giá, nghĩa là trên 10.000. Bây giờ này, doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản. Vậy chúng ta sẽ có hai cái định khoản. Định khoản thứ nhất là chi tiền gửi ngân hàng để mua cổ phiếu. Định khoản thứ gửi ngân hàng để trả chi phí môi giới. Chi phí môi giới này đầu mua hay đầu bán? Dạ đầu mua. Đầu mua tính vào đâu nào? Giá mua ghi vào 1211. Vậy thì chi phí môi giới sẽ ghi vào? 1211 luôn ạ. Đúng rồi. Bây giờ định khoản cho cô hai cái coi. Đầu tiên 3.1 này. Đi tiền gửi ngân hàng ra mua cổ phiếu cho cô đi. Đây cho cô. Rồi Phước nhanh gớm. Số lượng là 10.000 cổ phiếu với cái giá 32.000. Thì mua cổ phiếu mình ghi tăng lên cho cô nào. Nợ, mục đích kinh doanh là 121. Cổ phiếu 121, 1 đúng rồi. Chi tiền gửi ngân hàng ra có 1121, đúng rồi đó. Số lượng là 10.000, giá mua là 32.000, đúng rồi. Tiếp tục nè. Sau khi định khoản giá, cho cô cái chi phí môi giới coi. Chi phí môi giới tính làm sao? 0,5% trên giá mua tính làm sao ra chi phí môi giới cho cô này. Giá mua ghi vào đâu, chi phí môi giới ghi vào đó. Chi phí môi giới, chi phí môi giới qua cái chi phí môi giới cho cô này. Định khoản cái chi phí môi giới cho cô ra. Làm sao ra được triệu sáu ngon? Nợ 1211 và có 1121, 1 triệu 6 bằng cách lấy 10.000 cổ phiếu nhân với giá 32.000 và nhân với 0,5%. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và bây giờ cô sửa này. Đây. Ví dụ 3.1 này. Chúng ta sẽ chi tiền gửi ngân hàng để mua cổ phiếu. Mua với mục đích kinh doanh thì đưa vào tài khoản 121. Nói rồi, trong chương này phải nhìn vào mục đích. Nó nói mua
bán lời trong ngắn hạn, có nghĩa là mục đích kinh doanh là 121. Nó mua cái gì? Mua cổ phiếu 1211. Chi tiền gửi ngân hàng có 1121. Số lượng là 10.000. Với giá mua 32.000 đồng một cổ phiếu, có phải tổng cái giá mua là 320 triệu không? Tiếp tục nè. Chi phí môi giới, đây là chi phí môi giới đầu mua. Giá mua ghi vào đâu? Chi phí môi giới ghi vào đó. Có phải giá mua em ghi vào 1211 không? Thì chi phí môi giới 1211. Chi tiền gửi ra có 1121. Nó nói là 0,5% trên giá mua. Vậy thì mình tính nè. 0,5% số lượng nhân với 10.000 nhân với giá mua 32.000 đồng một cổ phiếu, có phải kem ra 1 triệu 6 không? Bây giờ lớp mình tính cho cô coi giá của một cổ phiếu sau khi có chi phí môi giới. Sau khi các em tính ra được rồi, mình sẽ phải tính cái dòng này cho cô. Tại sao phải tính cái dòng này? Tại vì chúng ta sẽ xuất nó ra theo phương pháp FIFO hoặc bình quân. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình phải biết rằng lúc đầu mình mua một cái cổ phiếu đó với giá bao nhiêu, để lúc mà xuất ra thì mình biết giá mình xuất, đúng không? Nếu như các bạn không làm cái này nè thì cũng được. Tuy nhiên, cái lúc mà các em xuất ra, cô nghĩ là mình sẽ làm sai á. Tại cô đã chứng kiến nhiều lần là mình làm sai. Vậy bây giờ mình tính cho cô này, giá của một cổ phiếu sau khi có chi phí môi giới. Mình lấy cái giá mua nè, 320 triệu. Mình cộng với cái chi phí môi giới là 1 triệu 6. Chỗ này là 321 triệu 600 ngàn. Số lượng mua là 10.000. Có phải một cổ phiếu lúc này các em mua là 32.160 đồng không? Rồi. Cái ví dụ 1 xong ha. Bây giờ qua ví dụ 2 này. Ví dụ 3.2 người ta nói nè. Bán 10.000 cổ phiếu. Công ty A thu bằng tiền gửi ngân hàng với cái giá là 35.000 đồng trên một cổ phiếu. Biết rằng cổ phiếu này đã mua với cái giá 20.000 đồng. Chi phí môi giới là 0,5% trên giá bán. Vậy bây giờ cô hỏi này, ban đầu mình mua nó với cái giá 20.000 mà mình bán với cái giá 35.000, cô hỏi mình đang lời hay lỗ? Dạ lời Lời ghi vào tài khoản nào? năm năm một mười lăm Đúng rồi. Vậy thì đầu tiên cái chỗ này nè, nó kêu mình điền giá gốc giá bán lời hoặc lỗ đó, thì kệ nó. Bây giờ mình định khoản đã, được không? Mình định khoản cái trường hợp này trên đã. Sử dụng phương pháp bình quân là cái trường hợp sau của cô đó. Bây giờ mình làm cái trường hợp đầu tiên này. Hãy bán cho cô cái 10.000 cổ phiếu này thu bằng tiền mặt với cái giá bán 35.000 đồng một cổ phiếu. Lúc đầu mình mua với giá 20. Rồi đầu tiên bán cho cô đi. Trường hợp thứ nhất này, bán cho cô 10.000 cổ phiếu với cái giá bán 35.000, giá mua lúc trước 20.000, bán đi nè, định khoản cho cô nè. Định khoản ra cho cô nè. Định khoản cho cô cái trường hợp là lúc trước mua với giá 20.000, bây giờ bán với giá 35.000, bán thu bằng tiền mặt, cho cô cái định khoản thôi. Nào, cho cô cái định khoản coi nào. Thu bằng tiền mà. Cô ơi, cô tắt mic giúp em với, cái mic của em nó mở hoài luôn. Để cô.
Trời ơi, người ta nói thu bằng tiền mặt mà nợ 1121 trăm, nợ 111 đây nữa nè, ai đây nữa, Ngọc 11 thu bằng tiền mặt 112 cái gì đó sai rồi. Bây giờ nè, nợ 11 tăng lên có 1211, số lượng là 10.000 nhân với y y Quốc Hải, cái này bằng nhau vậy. Giá gốc 20.000 sau 35.000. Đây nữa, chà hai đứa này giống nhau y chang luôn, 35 ở đâu, giá gốc 20, chắc mấy đứa cốt nhau hả. Đây cũng 35 nữa nè, ba trăm năm mươi triệu tiền thu về, có 1211, 10.000 nhân 20.000 có 515, đúng rồi. Bán thu bằng tiền mặt nợ 11 có 1211, và có 515, đúng rồi. Copy không có copy của mình không làm mà copy. Rồi tiếp tục nè, phí môi giới cho cô coi, chi phí môi giới này ở đầu bán đúng không, chúng ta đang bán, vậy thì 0,5% trên giá bán trả bằng tiền mặt định khoản cho cô nè. Chi phí môi giới của cô nào, định khoản cái chi phí môi giới cho cô coi. Chi phí môi giới đầu mua hay đầu bán, được không ạ? Nợ 635 có 11, đúng rồi. Số lượng là 10.000, giá bán 35.000 đồng. Đúng rồi, cô sửa này. Bây giờ mình sẽ làm trường hợp thứ nhất. Này, trường hợp thứ nhất, cô giả sử rằng mình đã mua 10.000 cổ phiếu với giá 20.000. Bây giờ cô bán thu bằng tiền gửi này. Nợ 1121. Tiền gửi tiền mặt vậy? Ô xin lỗi, chỗ này tiền gửi, chỗ này mới bằng tiền mặt. Cô sai, không phải mấy đứa sai, cô sai. Nợ 1211 tiền gửi thì 5 đồng, có 1211, chỗ này là cổ phiếu, với cái giá là 20.000 đồng một cổ phiếu, cam bán 10.000.
10.000 cổ phiếu với giá 20.000, cái này là giá gốc của các bạn. Sau đó cái trên này là giá bán, các em lấy nè, số lượng là 10.000 nhân với 35.000 đồng một cổ phiếu. Số tiền các em thu về là 350 triệu, mà cái giá gốc có 200 triệu, có phải mình lời không? Lời mình đưa vào 55, lấy nè, 350 triệu trừ cho 200 triệu, các em có 150. Chi phí môi giới, đây là chi phí môi giới ở đầu bán. Vậy thì đầu bán mình đưa vào 635, trả bằng tiền mặt có 11 tiền mặt Việt Nam đồng. Người ta nói là 0,5% trên giá bán. Vậy thì bán bao nhiêu? 10.000 với giá bán 35.000 đồng một cổ phiếu. Lấy này nhân lại đúng không? Và chúng ta có 1.750.000. Nãy tính ra đúng không? Ồ, chưa tính ra kết quả. Rồi, số tiền của mình là 1.750.000. Trường hợp thứ nhất, bây giờ mình làm qua trường hợp thứ hai này. Bây giờ trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ dùng cái này, dùng cái bài này này, nhưng mà các em sẽ làm tiếp cho cô, có nghĩa là tiếp theo của ví dụ 3.1 á. Giờ nhìn lại 3.1 này, 3.1 các em đã mua 10.000 cổ phiếu với giá là 32.000 đồng một cổ phiếu, chi phí môi giới là 0,5%, nghĩa là cái giá mua là 320 triệu, chi phí môi giới là 1 triệu 6 để có được 10.000 cổ phiếu. Bây giờ này, lúc trước mình có mua 10.000 cổ phiếu với cái giá là 20.000. Vậy thì tổng cộng bây giờ các em có 20.000 cổ phiếu, nghe cho kỹ. Hiện tại đang có 20.000 cổ phiếu. Trong đó 10.000 cổ phiếu mua với giá 20.000. 10.000 cổ phiếu còn lại mua với cái giá này và có thêm 1 triệu 6 chi phí môi giới nữa. Vậy thì bây giờ khi mình bán bớt 10.000 trong 20.000 cổ phiếu đó, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp bình quân để xuất nó ra. Hiểu cái đề chưa? Nói lại nè. Ở ví dụ 3.1, mình đã mua được 10.000 cổ phiếu. Giá mua là 32.000 đồng một cổ phiếu kèm theo 1 triệu 6 tiền chi phí môi giới. Ở đầu kỳ đó, mình có 10.000 cổ phiếu với cái giá 20.000. Vậy bây giờ đến cái ví dụ 3.2, mình xuất ra 10.000 cho cô. Nghĩa là gì? Trong 20.000 cổ phiếu đó, xuất ra 10.000 theo phương pháp bình quân. Vậy thì muốn xuất được 10.000, đầu tiên phải tính cho cô giá bình quân giao quyền di động của một cổ phiếu. Bây giờ tính cho cô coi. Ở đây là ví dụ 3.1 này. Chúng ta mua giá mua của 10.000 là 320 triệu kèm với 1 triệu 6 chi phí môi giới. Ở đầu mình có thêm 10.000 cổ phiếu với giá 20.000 nữa. Tính cho cô cái đơn giá bình quân lúc này ra bao nhiêu này. Tính cho cô đơn giá bình quân để xuất cổ phiếu. Đơn giá bình quân. Đơn giá bình quân. Tính coi. Trời ơi, Thủy Khanh được nha. Cô thấy cái đó nhanh rồi đó. Lấy 200 triệu là do 10.000 nhân với 20.000, đúng không? Cộng với cái ví dụ 3.1 mình mới mua là gì? 320 triệu giá mua cộng với 1 triệu 6. Chúng ta chia tổng cộng cho số lượng là 20.000. Có phải lấy tổng thành tiền chia tổng số lượng kem ra được đơn giá bình quân không? 26.080, đúng rồi, đúng không ạ? Đúng rồi đó. Bây giờ nè, đơn giá bình quân của cô đâu? Đây. Một là cái chỗ này các em lấy 200 triệu, có nghĩa là 10.000 nhân với 20.000. Các em cộng chỗ này là 320 triệu cộng với 1 triệu 6 cũng được. Cách thứ hai là nãy có phải cô tính ra cái giá chỗ này là 32.160 rồi không? Vậy thì cô có quyền lấy 10.000 đó, cô nhân với 32.160 đều được đúng không? Rồi cái này là tổng thành tiền nè, tổng tiền Việt. Cô chia cho tổng số lượng
Vậy cô ra được đơn giá là 26.080. Rồi tiếp tục. Ở trường hợp số 2 này, xuất cho cô đi. Xuất ra 10.000 với cái giá bình quân là 26.080 và bán với cái giá 35.000, bán cho cô rồi. Bây giờ lúc này lời ra bao nhiêu nè, bán đi ạ. Vẫn bán với cái giá là 35.000, được chưa? Nhưng mà cái giá bình quân lúc này một cổ phiếu xuất ra đó là 26.080, rồi tính lại lời cho cô đi. Định khoản vào nè. Phước ơi, sao vẫn là 20.000? Có 1211 lúc này sẽ là 10.000, xuất ra cái giá bình quân là 26.080. Tiền thu về vẫn theo giá 35, vậy thì tiền lãi lúc này nó sẽ lấy 350 triệu trừ cho 260 triệu 180 ngàn, đúng không này? Đúng rồi, chi phí môi giới thì vẫn giống vậy, chính xác. Nợ 11 tiền tăng lên có 112. Có 121, đúng rồi này. Chính xác, được rồi, đúng rồi đó, cô sửa này. Bán thu bằng tiền gửi ngân hàng cũng giống như lúc nãy thôi, chỉ có điều là mình khác cái chỗ này nè các bạn. Thay vì lúc nãy em xuất ra là 20.000 đúng không? Đây nè. Thì bây giờ mình xuất cho cô là 26.080. Vậy thì 260 triệu 800 ngàn là cái giá vốn. Cái tiền thu về vẫn là 35.000 đúng không? Theo giá bán là 350 triệu. Vậy thì cái 515 lúc này nó sẽ thay đổi. Nó sẽ lấy 350 triệu trừ cho 260 triệu 800 ngàn. Chi phí môi giới mình vẫn trả dựa trên cái giá bán là 35 ngàn. Lấy 0,5% nhân với 10 ngàn nhân với 35 ngàn. Các em có chi phí môi giới là 1 triệu 750 ngàn. Rồi, cô hướng dẫn điền cái này nè. Nó hỏi em giá gốc bao nhiêu, bán giá bán bao nhiêu, lãi bao nhiêu, điền được không? Điền được, đúng không? Giá gốc là mình lấy ở đâu? Mình lấy cái này, được không ạ? Giá bán lấy ở đâu? Lấy cái này. Rồi. Và mình sẽ ra được lời hoặc lỗ, được không ạ? Bây giờ mình qua cho cô các khoản thứ hai nè. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Cái này cô giới thiệu qua về tài khoản thôi, để các em về nhà các em học trước cái tài khoản cho cô. Hôm sau cô sẽ hướng dẫn các bạn định khoản. Nghĩa là hôm nay á, mình học cái phần chứng khoán kinh doanh thôi. Mình học về đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, mình học cái tài khoản. Về nhà mình sẽ thuộc tất cả cái tài khoản đó cho cô. Được. Mình thuộc cái phần định khoản của chứng khoán kinh doanh thì ngày hôm sau chúng ta qua đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sẽ rất dễ. Để dừng đến chỗ đó. Bây giờ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Khi cái bài đó nói với em là ban đầu em mua đó, em nắm giữ đến ngày đáo hạn, hoặc em mục đích là thu lãi định kỳ, thì em sẽ ghi vào tài khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tài khoản nào ta? Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tài khoản nào nào? Nãy trên á, ghi rồi. Tài khoản nào? Chứng khoán kinh doanh 121, đầu tư nắm giữ. Ừ, 128, đúng rồi. Trong cái 128 đó, khi mà chúng ta gặp cái từ là nắm giữ đến ngày đáo hạn hoặc mục đích thu lãi hàng kỳ hoặc định kỳ thì chúng ta có tài khoản 128. Bây giờ 128 mấy? Đây, tài khoản của các bạn sử dụng này. Cô giới thiệu về tài khoản thôi để mình về nhà mình học trước cho cô này. 1281 là tiền gửi có kỳ hạn.
1282 là trái phiếu, 1283 là cho vay, 1288 là những cái khác. Lúc nãy mình học chứng khoán kinh doanh á, thì tín phiếu và kỳ phiếu nó nằm ở 1212, đúng không? Nhưng mà đến chỗ mà nắm giữ có đến ngày đáo hạn á, thì tín phiếu và kỳ phiếu nằm ở 1281. Cái này không có cách nào khác là ngoài việc mình phải thuộc thôi, được không? 121 thì tín phiếu và kỳ phiếu là 1212, nhưng mà đối với 128 thì tín phiếu và kỳ phiếu là 1282. Trong cái 1288 nó có cổ phiếu ưu đãi, bởi nhưng mà lưu ý là cổ phiếu ưu đãi nó phải kèm theo một điều kiện là cái bên phát hành đó phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai thì mới đưa vào đây được. Vậy cho câu hỏi này, 1281 là tiền gửi có kỳ hạn, 1282 là trái phiếu, 1283 là cho vay, vậy thì cổ phiếu phổ thông nó có nằm trong này không? Có không? Cổ phiếu ưu đãi thì thấy rồi, với điều kiện là bên phát hành phải mua lại trong một thời điểm trong tương lai thì nó sẽ nằm ở 1288. Vậy thì cổ phiếu phổ thông nó nằm ở đâu? Nó có không? Cổ phiếu phổ thông có đen không? Vì sao nó không có đây? Vì sao cổ phiếu phổ thông nó không nằm ở 128? Lý do là gì nè? Lý do vì sao nó không có nằm ở trong 128? Nó không có lãi đó cô. Muốn nắm giữ đến ngày đáo hạn chúng ta phải cần cái gì đầu tiên? Giờ kỳ hạn. Ừ, nhưng cổ phiếu phổ thông không có kỳ hạn, đúng không? Đâu có kỳ hạn, đâu có lãi suất đâu mà nắm giữ đến ngày đáo hạn được. Muốn nắm giữ đến ngày đáo hạn phải có kỳ hạn. Rõ ràng nè, cổ phiếu ưu đãi nó không có kỳ hạn, vậy thì làm sao nó trở thành 128 được? Có phải rằng nó ràng buộc, bắt buộc thêm là bên phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai không? Nghĩa là cái câu này nè, là mình làm cho cổ phiếu ưu đãi nó có kỳ hạn. Bởi vì cổ phiếu ưu đãi nó có lãi suất định kỳ rồi, trên đó nó có mệnh giá và nó có trả lãi định kỳ, là nó thỏa mãn một điều kiện. Nhưng mà muốn nắm giữ tới ngày đáo hạn thì nó phải có kỳ hạn. Do đó người ta mới nói nè, bắt buộc là bên phát hành phải mua lại vào một thời điểm trong tương lai. Ví dụ nói rằng 2 năm nữa tôi mua lại, 3 năm nữa tôi mua lại. Có nghĩa là chúng ta đang gắn kỳ hạn vào cho cổ phiếu ưu đãi. Và khi cổ phiếu ưu đãi nó có kỳ hạn, có lãi suất thì mặc nhiên nó nằm ở trong 128 được. Tuy nhiên cổ phiếu phổ thông thì không bao giờ có kỳ hạn. Có ai nói mua cổ phiếu rồi sau này tôi sẽ mua lại cho anh không? Rồi có ai nói là cổ phiếu đó có hưởng lãi định kỳ không? Không, được không ạ? Vì không có kỳ hạn và không có lãi suất, do đó 128 không có cổ phiếu. Rồi, câu hỏi thứ hai nè. 1281 là tiền gửi có kỳ hạn. Ví dụ cô nói nè, cô gửi tiết kiệm 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, đó là tiền gửi có kỳ hạn. Kỳ hạn của cô là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm. Vậy tiền gửi không kỳ hạn nó nằm ở đâu? Tiền gửi không kỳ hạn nằm ở tài khoản nào? Nằm ở đâu ta? Tiền gửi không kỳ hạn nằm ở tài khoản nào? Mình có tiền gửi không kỳ hạn không? Đúng, 112, đúng rồi đó. 112 tiền gửi trong ngân hàng của các bạn là tiền gửi không kỳ hạn. Ví dụ như các em để tiền trong thẻ, có bao giờ mà chúng ta bắt buộc phải rút ra không? Không, em muốn để bao nhiêu em để. Thì tiền gửi mà để trong tài khoản của mình đó là tiền gửi không kỳ hạn. Trừ khi em chuyển cái tiền đó em gửi tiết kiệm là thành tiền gửi có kỳ hạn. Như vậy về mặt kế toán là phân biệt được nha. Nếu mà để trong tài khoản bình thường thì 112 tiền gửi không kỳ hạn. Nhưng mà nếu từ cái tài khoản đó chúng ta chuyển sang chúng ta gửi tiết kiệm 1 tháng, 2 tháng thành có kỳ hạn
thì nó sẽ chuyển từ thành này nè, tăng 1281 ta có 111. Đây bút toán nè. Chuyển tiền gửi ngân hàng, đây là cái mà kem chuyển tiền á. Kem lấy từ cái tài khoản của mình, em đi gửi tiết kiệm thì em sẽ định khoản như thế này nè. Nợ 1281 chuyển thành tiền gửi có kỳ hạn và có 1121. Bút toán này quen không ta? Đó. Lấy tiền gửi không kỳ hạn nè, chuyển thành tiền gửi có kỳ hạn. Được không? Nhớ là tín phiếu và kỳ phiếu nó nằm ở 1281. Như vậy nhiệm vụ về nhà là gì? Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Xem lại cái file này cho cô được không ạ? Và bắt buộc nha, là tất cả những tài khoản và cái mục đích hoặc điều kiện ghi nhận đó em phải thuộc hết được không ạ? Hôm sau chúng ta chỉ còn một buổi nữa để qua phần lý thuyết thôi, nghĩa là tất cả những ví dụ là hôm sau chúng ta hoàn thành hết. Hôm sau chúng ta sẽ học hai thứ, đó là nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư dài hạn khác. Lý thuyết đó, do đó là chúng ta phải thuộc hết tài khoản cho cô để đi qua một cách nhanh nhất. Xem lại cái phần chứng khoán kinh doanh cách định khoản này nè, nó sẽ tương tự với nắm giữ đến ngày đáo hạn, chỉ là khác tài khoản thôi. Do đó mình sẽ phải học thuộc cho cô hết cách định khoản. Phần ví dụ cô để đây và cô sẽ gửi lại cho các bạn. Cô sẽ bỏ lên được không ạ? Bỏ đâu nè? Cô để trên bài giảng của mình nha. Lớp 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 01 nó nằm đâu rồi? Sao bây giờ nó cứ hai cái này lại, có thấy cái gì đâu? Bỏ lên đây nè. Khoan khoan, nhìn lại có đúng không nè? Bỏ sai cái vui à. Đúng rồi, 01. Tôi bỏ lên đây cho các bạn nè, buổi cái file của nó tên là buổi thứ bảy chương 3 của em nha. Rồi. Về phần điểm cộng hôm nay nè, cô gửi đường link nè. Được. Tương tự như vậy. Gõ cái điểm cộng lên cho cô. Được. Số lần thì ghi là 5, 6 gì đó thì ghi là số thôi, đừng ghi thêm chữ lần. Được không? Phần lý thuyết hôm nay có hỏi gì cô không ạ? Có hỏi gì trước khi cô chúng mình nghỉ không nè? Có cần cô hỗ trợ gì nữa không? Có chỗ nào chưa rõ không? Được không nè? Lớp mình được hết chưa? Rồi, nếu không có gì thì lớp mình nghỉ, về nhà xem lại bài. Có gì thắc mắc thì ngày hôm sau cứ hỏi, được không ạ? Rồi, lớp nghỉ nha.